Cơ sở sản xuất nấm rộng hơn 3 hecta ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Khói lửa bùng lên bao phủ thiêu cháy cơ sở sản xuất nấm rộng trên 3 hecta nằm gần khu dân cư ở huyện Lạc Dương Lâm Đồng. Chiều 19 tháng 11, khói lửa bùng lên từ cơ sở sản xuất nấm Nguyên Long trong khu tái định cư xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Nhiều người phát hiện dùng bình chữa cháy mini kéo vòi nước dập lửa. Tuy nhiên do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, thời tiết khô hành kèm gió to khiến mọi nỗ lực bất thành cơ sở nằm gần khu dân cư cháy dữ dội, khói đen tỏa mù mịt sang khu dân cư. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều xe nước chuyên dụng được huy động tới hiện trường. lính cứu hỏa tiếp cận, phun nước tứ phía, đám cháy được khống chế. hỏa hoạn không gây ra tổn thất về người, tuy nhiên nhiều máy móc, tài sản, trang thiết bị cùng nấm ở bên trong bị cháy hư hỏng. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.